Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Liễu Ngọc TV. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm món khoai lang phô mai lắc. Món ăn luôn được các bạn nhỏ yêu thích. Khi thành phẩm bên trong ăn thì bùi bùi có vị ngọt của khoai lang, bên ngoài thì giòn vì được tẩm một lớp bột, cùng vị béo và hương thơm của phô mai kết hợp một món ăn rất là tuyệt vời luôn nha. Bước đầu mình sẽ gọt vỏ khoai lang ra và cắt những miếng vừa ăn. Chuẩn bị một thau nước muối, mình ngâm trong 10 phút để cho các nhựa trong khoai lang ra hết cho sạch nha, rồi mình rửa lại trong nhiều nước để cho khoai lang được trắng. Lúc này chất nhựa trong khoai lang rất là nhiều, mình sẽ rửa từng cái, mình sẽ bỏ qua một cái rổ và rửa lại nhiều nước nha. Đến công đoạn mình pha bột, mình có 150g bột chiên giòn cùng với 200ml nước, mình sẽ cho vô thau và mình sẽ khuấy tan chiếc phần bột ra luôn. Phần khoai lang cũng đã ráo nước rồi, mình sẽ cho vô cái thau bột để mà nhúng nem chiên. Cái chảo dầu mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi ha. Bây giờ chảo dầu cũng đã sôi rồi, mình cho cái phần khoai lang cho mình chiên. Cái phần nhiệt độ mình sẽ để trên trung bình, tức là mình để tới 1600. Mình sẽ chiên trong 10 phút nha. Khi mình chiên khoai lang ngập dầu như vậy nè, thì khoai lang sẽ giòn. Sau 10 phút mình sẽ vớt khoai lang, sẽ đổ ra cái dĩa có cái giấy thấm dầu bên trên, và mình cũng rải đều ra nha. Mình đừng có để cho nó chồng lên nhau, để cho nó bớt cái dầu đi. Đây là mình chiên lần 1, mình sẽ chiên lại lần 2 thì nó sẽ giòn hơn và giữ cái độ giòn lâu hơn. Mình chiên lần 1 mình để ra ngoài cho nó nguội bớt một chút, rồi mình mới chiên lại lần 2 trong 1 phút nha. Chiên lại lần 2 này thì mình để cho nó sôi lên rồi mình lấy ra liền nha. Nếu mình để lâu quá nó sẽ dễ bị khét lắm. Khi chiên lại lần 2 thì khoai lang của mình rất là giòn luôn. Mình sẽ đổ ra ngoài dĩa có giấy thấm dầu để cho bớt dầu đi, rồi mình mới đem lắc phô mai ha. Khi khoai lang đã giảm bớt cái độ nóng rồi, mình sẽ chuẩn bị một cái hộp lớn để có độ rộng, khi mình lắc khoai lang nó sẽ thấm phô mai nhiều hơn ha, nó sẽ đều hơn. Đây là phô mai, các bạn có thể tìm mua trong Bách Hóa Xanh hoặc là trong những tiệm tạp hóa lớn sẽ có nha. Với lượng khoai lang ở trong hộp, mình sẽ cho phô mai bằng một muỗng ăn canh là được rồi ha. Nếu mình cho nhiều quá thì nó sẽ hơi bị mặn á. Rưới bột phô mai đều lên trên mặt và mình sẽ đóng nắp lại và mình xóc lên cho nó đều nha, và mình sẽ cho ra cái dĩa luôn. Phần khoai lang bây giờ rất là vàng giòn và thơm mùi phô mai, rất là hấp dẫn luôn nha. Khoai lang chế biến rất là nhiều món ăn và tốt cho sức khỏe nữa. Trong khoai lang có chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa, ổn định đường huyết, tốt cho tim mạch và mắt xương nữa. Nếu các bạn yêu thích công thức này thì hãy tặng cho mình một like, một lượt chia sẻ. Mến chào các bạn.